Em đồ gỗ mỹ nghệ thì mình để phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối nay, buổi tối thứ bảy cuối tuần. Lâu lắm rồi thì hôm nay mới có một cái sản phẩm nói chung là bắt mã đẹp anh em ạ. Đây em vừa mới về em đang rửa ráy sạch sẽ bởi vì cái bức này nó khá là nhiều cái phần đá khá là nhiều. Nên là mình phải đưa vào rửa ráy nó sạch sẽ. Đến anh em nó sạch sẽ bởi vì nó hay bụi bặm. Và đây là được chế tác hoàn toàn thì nguyên khối 100% mọi người nhé. Bức này rất là to. Bây giờ bức này hiện tại bây giờ cân nặng phôi sau khi hoàn thiện, có nghĩa là xong hoàn thiện rồi, bức này hiện tại bây giờ còn nặng đâu đó tầm khoảng hơn 1 tạ. Tầm khoảng tạ 1 đến tạ 2. Tầm khoảng tạ 2 đấy, em nghĩ là phải tầm 1 tạ 2 đấy. Và đục là chế tác là hoàn toàn đều nguyên khối trên một cái gốc hương. Đây là hàng lưu sụn hương ôm đá tự nhiên và đục liền khối 100%. Cái bức này nó có tên là Bát Mã Du Xuân. Một cầu Bát Mã Du Xuân anh em nhá, một cầu Bát Mã Du Xuân. Thì mời mọi người ngắm cái tổng thể trước. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết. Đây là bị cái sốt này. Em đang quay ở chỗ đóng hàng. Ok, rồi. Thì em sẽ đo kích thước trước, xong rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của sản phẩm. Thì một cái cầu Bát Mã mà sau khoản Bát Mã Du Xuân này đục cặn này, rộng 1m1 và sau khi hoàn thiện rồi vẫn còn nặng tầm khoảng tạ 2 tạ 3 như này ấy. Cao 79, rộng 1m1 cao 79 và độ dày của gỗ thì rất là dày mọi người nhá. Chiều dày lên tầm khoảng 55 phân. Và em xin chia sẻ mọi người như này để anh em dễ hình dung này. Thứ nhất, cái hàng này của em là liền nguyên khối 100%. Không có một tí dặm màu hay là vẽ vân hoặc là chấp ghép một chi tiết nào bằng cái móng tay, không có mọi người nhá. Tất cả đều liền khối. Và cái chất vân này là chất vân hàng lưu sụ. Anh em nhận hàng và kiểm tra các chất gỗ chất vân thì cực kỳ tuyệt vời. Em quay thời tiết bây giờ nó cũng đã bắt đầu tầm chiều muộn rồi, nó cũng không đủ ánh sáng đầy đủ. Nhưng cái này nếu mà quay ánh nắng đầy đủ thì đảm bảo mọi người đây là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Ok mọi người, độ dày của gỗ nó dày 55 phân nhé. Những cái bức Bát Mã mà đục cảnh như này rất tuyệt vời luôn. Ok. Tất cả những cái phần tùng tiết này anh em ngắm đều là liền khối hết. Và những cái bức Bát Mã này anh em mua trên thị trường thì cũng chia sẻ mọi người là chắc chắn là giá không bao giờ có dưới tầm dao động tầm khoảng từ 15 triệu đến 17 triệu. Mọi người cứ đi tham khảo, em không dám nói sai một tí nào luôn. Những bức Bát Mã Du Xuân mà to chưa chắc cái cân nặng phôi còn lại nó tầm khoảng 1 tạ 2 như này đâu nhá. Và hàng ôm đá tự nhiên, em vừa rửa nó sạch sẽ. Thì em mình sẽ để cho mọi người cái giá rẻ ra thị trường rất là nhiều và hàng cam kết chất lượng. Rồi em bắt đầu quay về phía kia đi. Bắt đầu đi vào chi tiết từ cái phần này đây mọi người nhá. Chúng ta sẽ đi từ phần này trước để anh em cảm nhận cái chất gỗ, chất vân. Thật sự mọi người đây, chất gỗ để anh em có thể trời tối rồi nhưng mọi người nhìn chất phôi này. Có thể nói là siêu VIP anh em nhá. Đây, từng cái đoạn này này. Chất gỗ là hàng sụn loang rất đẹp. Đây anh em có thể nhìn những phần loang này. Anh em rửa nước của cho sạch sẽ. Đấy, rửa nước thoải mái yên tâm đây đá này. Đây ngựa đang gãi chân này. Đấy. Còn trên này là trên này những con này này. Đây. Thì mọi người những cái chất phôi thì có thể nói đây là một trong những chất phôi VIP, nó gần như kiểu là nên nu giọt nước rồi, nu sụn mà. Đấy, những phần này mọi người nhìn này, đều là rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Em hứa mọi người luôn là đều là liền nhá. Đấy là cam kết, khẳng định luôn như thế cho nó nhanh. Đây quay sát cho mọi người những chất vân này. Đây, chất vân này, đây. Nền này, đây đục đặc này. Vân mình nói là đây quay sát vào cho mọi người nhìn. Tối hơi tối rồi, trời hơi chiều tối chiều tà rồi đấy. Vân nó đẹp, bức này đây cây tùng này liền mọi người nhé, phần tùng này quay xa, cái phần tùng này anh em nhìn thấy đều liền nhé, không có chóc nhé, liền hết. Đây chất phôi thì có thể nói mọi người đây là một trong những cái dòng phôi đẳng cấp nhất và đẹp nhất nhá, màu rất là hồng và đẹp tuyệt vời luôn đó. Còn đây một con nữa đấy, rất là tuyệt vời luôn, khẳng định với anh em luôn là cực kỳ VIP. Tách bóc đây sẽ là cây tùng này có rất nhiều đá nhé, đây là cực kẹp cực kỳ nhiều đá nguyên một cái gốc. Đây cây tùng cũng là liền nhá. Đây cái da sụn này, đây quay sát này mọi người nhìn cái da sụn đây đá này, đây chính là đá này anh em này, đá nó kẹp này. Đấy, đây củ sâm này. Củ sâm này. Đây phần nấm này, nấm rồi thì vân gỗ. Đây một con nữa này, con này cũng đục là liền khối 100% luôn. Bây giờ em sẽ quay sơ qua phía đằng sau, quay sơ qua phía đằng sau cho anh em nhìn.
sau. Mọi người thấy cái độ phê của gỗ. Anh em thấy là gỗ đặc xịt 100% luôn, nguyên một gốc. Nguyên một cái gốc đặc xịt luôn. Cho em chỉ cứ gá nhất một cái cục ở đây. Gỗ của nó em cắt em gá ở đây nhé. Cứ gá cục gá này mà nó cũng còn ăn đá này. Đây. Đá cực kỳ nhiều luôn mọi người nhé. Đây. Để cắt ra những hàng này làm rất là khổ. Làm cực kỳ khổ bởi vì cái gỗ nó ôm cực nhiều đá này. Anh em. Đây đá này. Làm khổ lắm, làm cực kỳ khổ luôn. Anh em nhìn này, tất cả nó liền nhá. Liền khối rộng mét mốt. Chất phôi thì khẳng định mọi người luôn là chất phôi số 1 thị trường. Số 1 thị trường luôn. Và những người anh em mà những bức này anh em mua trên thị trường thì chắc chắn không có giá dưới 15 17 triệu. Em mình thì giao lưu mọi người cực kỳ giá cực kỳ êm và hợp lý cho anh em chơi. Đẹp lắm. Và không gian nhà các bác phải cực kỳ to mới bày được bức này nhá. Và nếu mà không gian nhỏ thì xin phép là không bày được. Đẹp lắm anh em ạ, cảnh nó dày và nhiều cảnh. Xong chất phôi thì nó được cái chất gỗ tự nhiên và cực kỳ đẹp luôn. Phê lắm. Phê lắm mọi người ạ. Chung một đẳng cấp. Đẳng cấp thật sự luôn. Đủ lắm để mà còn bức đẹp. Bát mã Du Xuân, cái bát mã Du Xuân là đây là cái sản phẩm đầu tiên em làm mọi người ạ. Sản phẩm đầu tiên em làm trước em chỉ làm bát mã. Ủa chứ còn hàng bát mã Du Xuân này, đây là sản phẩm đầu tiên em mình làm. Mà em cũng muốn làm một cái sản phẩm đầu tiên thì nó cũng phải cái đẹp. Chất gỗ phải đẹp. Quan trọng là chất phôi phải VIP anh em nhá. Chất phôi phải VIP như này anh em nhá. Chất phôi phải VIP. Và thứ hai nữa là phải to khủng. Và giá nữa phải rẻ. Giá phải rẻ. Phải rẻ và rẻ hơn rất nhiều so với thị trường cho mọi người chơi nhá. Trên thị trường nếu bức này anh em bỏ không dưới 15 17 triệu đâu. Quay chéo chéo đây nhìn cái trong cái cầu này mọi người. To lắm mọi người nhá. Em mình xin giao lưu mọi người với giá là chỉ có 12.800.000. 12.800.000 anh em không nghe nhầm luôn mọi người nhá. Khẳng định và cam kết về chất lượng cũng như giá thành của em đảm bảo mọi người rẻ nhất thị trường. 12.800.000 cho anh em chốt nhanh tay mọi người nhá. Duy nhất một bức dày cưa cực kỳ dày và giá trị cực kỳ cao nhá. Ok. Rồi, tôi xin dừng ở sản phẩm này đây, em sẽ đi quay vào hàng khác. Đứng ở kia. Tính thẳng máy chứ. Ok, rồi em sẽ đi vào hàng khác cho mọi người nhá. Từ ra hàng rất nhiều, đây là những chỗ em đóng hàng đây. Thì là hàng các bác đã chốt rồi, để lên chưa các bác chưa lấy. Thì là em đều để ở đây hết. Nói anh em lấy thì mới cho đóng hàng đi. Đây là chỗ đóng hàng. Quay cái photo vào đây. Nhà này không có bản quyền. Anh không biết ở mọi người. Bật được cho được. Qua này thì chia sẻ đây cả. Chia sẻ mọi người qua thao này thì em chỉ xin phép là quay qua để các tình yêu nhá. Chứ còn thực sự là mọi người là không thể vận nó được. Không thể vận nó được. Bức này bây giờ sau khi hoàn thiện rồi. Sau khi hoàn thiện rồi thì cụ bây giờ còn nặng đâu đó tầm khoảng 2 tạ rưỡi hay 2 tạ 7. Chắc chắn phải tầm 2 tạ rưỡi anh em. Ít nhất 2 tạ rưỡi. Cái bước này thì quay qua thôi. Còn ngày mai thì sẽ quay kỹ cho anh em. Thật sự là kinh khủng lắm, nhìn nó to lắm. Để em thử kéo nhẹ qua ra cho mọi người. Đây là đằng sau nó cũng đặc. Đây là cục phôi 5 tạ cắt đi. Nói chung là những bước này bây giờ nó là thuộc dạng kiểu to nhất nhất nhì bị Bắc Bộ rồi. Không còn những bước này nữa. Gần như là không thể luôn đấy. Quay cái này thì để mai đi. Quay đây em quay sơ qua giới thiệu anh em thôi. Anh em nào kết thì có thể liên hệ để ngày mai sẽ quay kỹ. Còn về cái chất vân đấy thì cho anh em ngắm này. Nu giọt nước rất nhiều. Là chỉ người chán này. Đây. Nó to nhưng mà lại còn VIP đẹp. Hương ta Gia Lai chuẩn anh em nhé. Chuẩn anh em nhé. Chuẩn 100%. Bước này thì phải quay đủ ánh sáng rồi. Em muốn ngày mai quay đi. Quay chiều mai em về em quay đủ ánh sáng cho mọi người. Để anh em ngắm nó kỹ. Trong kia thì rất nhiều hàng. Toàn hàng to trong kia. Anh em bị tại em cũng chưa lôi nó được. Chưa lôi được. Thì để vào nhà quay cho mọi cái thằng nhỏ. Ngày mai sẽ quay hàng to nhá.
anh em nào yêu những cái sản phẩm gọi là nhất nhì vịnh Bắc Bộ này thì chốt. Đấy mới gọi là to anh em. Đấy mới gọi là to là khủng, chứ còn hàng hoàn thiện rồi tầm khoảng tạ hơn tạ thì cũng là bình thường thôi. Hoàn thiện rồi mà còn tạ hơn tạ thì chưa chẻ một ngày đó là cũng là bình thường. To đấy nhưng mà cũng bình thường, chưa to lắm. Nhưng mà còn hoàn thiện rồi tầm 2 tạ rưỡi hay tạ 7 thì nó mới gọi là kinh khủng khiếp. Gọi là khủng khiếp luôn các bạn. Em lên giới thiệu với các tình yêu một cái sản phẩm này. Quay một chút thằng nhỏ, thêm một chút thằng mới. Đây là một cái sản phẩm rất là đẹp, chất lượng. Ok, vào đây sẽ quyết. Đóng cửa. Ok, đợi em chút nha, để em tâm sự với các bác. Dạ, em mình rất thích lên like hay là quay một clip và có tâm sự với anh em. Tâm sự một chút thì mọi người chia sẻ. Anh em chia sẻ trên câu chuyện phương diện chia sẻ. Chúng ta sẽ vỡ được nhiều điều. Chứ còn cứ quay không là nói thật chuyện với em. Nói chuyện về hàng họ không là cứ quay không là báo giá bán hàng đó clip. Thực ra là em cũng nhiều khi nó cũng mình cái việc đó là làm hàng ngày hàng giờ, nhiều khi mình cũng cảm thấy nó nhạt và là không còn cái hào hứng để làm việc ấy. Đấy là em nhiều khi em nên nay em cứ hay nói liên thuyên, hay nói linh tinh là như thế. Thế là nhiều anh em cũng phê bình là mày nên nay mày cứ tập trung vào hàng, là mày cứ nói liên thiên làm cái gì nó mất thời gian ra. Nhưng mà do đấy là cái tính của mình chả thay đổi được, mà bản chất con người nó rất là khó thay đổi. Đấy. Khá là mệt. Vừa bê hai cái phong kia. Cái pho di lạc to thì anh em nào để ngày mai đi, ngày mai em sẽ quay buổi chiều, quay sớm một chút, chiều chủ nhật thì ở cái khu này nó sẽ khá là yên ắng, để lên một cái clip cho mọi người xem mà các bác không bị cảm giác khó chịu. Thì em rất muốn là đầy đủ về ánh sáng cũng như là âm thanh nó được gọi là chuẩn chỉ một chút. Đấy. Thì để chiều mai cái đường này nó vắng, em sẽ quay buổi chiều, hai vợ chồng sẽ quay buổi chiều sớm một chút, nó đầy đủ ánh sáng em lôi ra em quay kỹ càng, bởi vì những cái sản phẩm nó rất là khổ. Em chia sẻ mọi người cục phôi gần 5 tạ em cắt đi. Nó không phải là những cục phôi nhỏ mọi người nha. Bây giờ nó gần như là những cái bức to nhất nhì vịnh Bắc Bộ này rồi. Phương ta bây giờ không còn những bức như thế. Có nghĩa là có thể đến 2-3 tháng rồi mới có được một cục gỗ to như thế này nè. Đấy. Làm hàng to rất là ngại. Nhưng mà em Minh vẫn cứ cố gắng làm để chia sẻ với anh em những người thích sưu tầm hàng khủng. Và lưu giữ lại những cái chất phôi đẹp. To thì phải đẹp mọi người nha. To mà chắc ghép hoặc là vẽ vân bét nhè thì những hàng đó không xứng đáng để chơi. To nhưng phải chất lượng anh em ạ. Ok. Đó thì ngày mai em đây. Bức bát mã mặc dù là rất là đẹp đó mọi người ạ. Bức bát mã du xuân ấy, rất là to và đẹp ấy. Anh em mua thị trường thì thường quốc tế không dưới 15 triệu đâu. Em khẳng định mọi người luôn anh em có thể tham khảo. Không dưới 15 triệu. Anh em mình làm cái giá cực kỳ hợp lý để mọi người 12.800 thôi. Hợp lý vô cùng và em cũng không nói thách cao lên. Mọi người đến với em Minh nó là em chỉ nói một lần và nói một giá thôi, không bao giờ em nói thách hẳn lên rời xong đó là phải hạ xuống rồi thì xả chiếc. Em gần như là em không có khái niệm gì, mà kể cả em có xả hàng thì em chỉ hạ được trong một chút ít, bởi vì cái giá em báo nó quá là chuẩn rồi, mình cái công mình nó thấp nên là mình cũng không thể xả được, khó xả lắm. Mẹ mọi người như thế là bên em Minh ít khi xả hàng là như thế, bởi vì cái giá em báo nó rất là thấp. Anh cũng muốn báo cáo lên để cho mọi người phải năn tăn, phải suy nghĩ, phải đắn đo cả. Nói chung là giá mình báo chuẩn và hợp lý. Để anh em mà cảm thấy nghe thấy nó hợp lý rồi là anh em múc luôn. Anh em không phải năn tăn. Đấy, ok. 12.800 là anh em có thể so sánh với thị trường. Và chất gỗ, riêng về chất thì em sẽ cam kết với mọi người luôn nhận hàng kiểm tra. Anh em xin thưa với anh em một điều, chất cục đấy thì cực phê luôn đấy. Ok, xin giới thiệu mọi người một bác, các bác một tác phẩm heo rất là đẹp. Đây, đục rất là điệu nha mọi người nhé. Đây và đục là đục liền nguyên khối. Đục liền nguyên khối 100% và dáng dấp cũng như là cái cục gỗ này rất là cân. Rất là cân. Có nghĩa là người con heo bên trên với cái bao tiền bên dưới là cực kỳ cân đối. Và cái chất này là chất loang. Chất hương kiểu là hương loang sụn ấy. Hương loang sụn rất là đẹp. Và đục không có bị
chắp ghép anh em liền nguyên khối luôn, khá là phê đúng không ạ, đúng rất là điệu và giá cho anh em cũng rất là hợp lý, không đắt đâu anh em, đây anh em nhìn nó chất phui này đẹp tứ diện mọi người nhé, để cả phần này cũng rất là đẹp này, đấy, đấy. Có thể nhìn cả những cái phần này này, nếu mọi người tinh mắt là mọi người sẽ nhìn thấy là cái phui nó rất là đẹp, đó, một chỗ này nó rất nhiều cái vân chỉ mọi người sẽ thấy hơi tối màu, sẽ hơi tối màu, nhưng mà em hứa mọi người luôn là khi các bác nhận hàng thực tế về, các bác nhìn thực tế qua cái con mắt của mình thực tế thì mọi người sẽ thấy là cái chỗ này nó cực kỳ đẹp luôn, vân nó đẹp lắm, đi quay sát anh em đã nhìn thấy đẹp lắm, đục móc tới ra liền nguyên khối, rồi chắp ghép thì giá sẽ rẻ, chung hàng ok, cực kỳ ok, tuyệt vời luôn. Em xin phép đo chiều cao nào, chiều cao 41,5, chiều rộng là 35 mọi người nhá, khá to đấy ạ, và chiều sâu 21. Anh em nào mà yêu những cái đẹp, yêu những cái sản phẩm đẹp mà yêu những cái dáng rất nó điệu như này thì mọi người sẽ thích và nghe cái giá cái anh em yêu ngay 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu thôi anh em nhá. Đây là cái tình cảm cũng như là cái phương châm làm nghề của em bán rẻ thôi, 1,5 triệu. Có mọi người còn bình thường anh em mua chắc chắn đục với cục phui như này không có giá gì 2 triệu đâu, 1,5 triệu thôi. Em xin mọi người một chút công thôi, một chút công thì các bác ạ, đẹp lắm, nói chung là đẹp, điệu nghệ mà giá thì hợp lý, chứ cả cũng không dám nói là rẻ, bởi vì là nhiều khi cũng biết đâu các bác mua được rẻ hơn thì sao, nhưng mà em nghĩ là em làm nghề với cái giá như thế này thì nó cũng hợp lý quá rồi các bác ạ, mà nó cũng không hề nhỏ đâu, to lắm, đây phôi anh em nhìn phôi này, uy tín luôn, mà anh em nhìn trên người này uy tín luôn, đây anh em nhìn rõ nhé, đây là cái chất vân đấy nhở, đấy chứ không phải là gỗ bịm sao đâu, cái gỗ gốc mà nó già gỗ thì mọi người thấy cái vân nó xoắn kinh, đó đây em nhìn cái phần chân này, vân nó tiếp cơ mà, hương Gia Lai của mình, đây là những cái gốc rễ, vân nó rất là sợ luôn, nhưng mà ai đã chơi những cái dòng gỗ này rồi thì nghiện đấy, đam mê rồi thì không chơi được những cái dòng gỗ khác, bởi vì vân nó đẹp quá, đẹp quá mình không chơi được cái dòng gỗ khác đâu anh em. 1,5 triệu không ship anh em nhé, anh em không khỏi phải lăn tăn được mọi người, như thế này anh em đi chốt ngay luôn cho em, chốt ngay luôn mọi người, chốt ngay luôn cho nóng, chốt ngay luôn cho nóng mọi người nhé, đẹp ngang đủ cộng, ngang cộng luôn. Đây là những cái vòng, thực ra là em thấy ở trên thị trường người ta bán vòng, người ta bán cái giá nó rất là cao và kinh khủng khiếp luôn, có mãi là cái giá nó rất là dã man, rất là dã man. Đây là chắc và mun, gọi là chắc và có mun, đây là mun, đây là mun này, mun sừng này, mun sừng này là chắc, ở đây là chắc chứ không phải mun, đây là chắc, đây là chắc, như chỉ có chắc thôi, chắc với mụn, đây là chắc này, đấy, cái này em sẽ, cái này thực ra lấy về với cái phương châm không phải là bán đâu, cái chia sẻ mọi người là cái vòng mà thực ra này mình cũng không làm được đâu, cái này thì em cũng đi nhập về, em bán mọi người, nhưng em hứa các bác luôn là cái này em lấy về phương châm không phải là bán, cái này lấy về chủ yếu là kỷ niệm anh em này. Đẹp anh em, nhưng mà để một hai hôm nữa đi để rảnh em sẽ quay và giới thiệu cho các bác những cái này, và các bác kể các bác có mua ấy, thì cái giá nó cũng nói chung là một cái em mua thì vừa bán vừa kỷ niệm anh em thôi, chứ không phải là bán cao đâu, em vẫn ngưỡng nghề, mà thực ra là lâu lắm rồi mình cũng bán cái vòng này, nhưng mà ngưỡng nghề mình thấy thị trường người ta bán, người ta cứ đẩy cái giá lên cao quá mà không đưa vào cái giá trị thật, mình cũng muốn làm và để anh em biết cái giá trị thật của những chiếc vòng. Đây là những cái vòng bách chìm hàng VIP 1 đây mọi người, hàng VIP 1 rất đẹp luôn, giá nó cũng rất là ok, ok
Cái chỉ nó cho vui nữa. Những cái vòng này là đều là những cái vòng rất là chất lượng. Em đều dặn là thợ nó rất là lâu rồi xong mới nè. Thì anh em nào thích thì liên hệ, thì em sẽ để cho mọi người cái giá nó rất là hợp lý. Và những anh em nào mà khách gọi là khách hàng tiềm năng và khách VIP thì em sẽ tặng mọi người nhá. Nhưng mà đảm bảo hứa các bác luôn là đây là hàng chất lượng mọi người nhá, hàng chất lượng rồi. Không có nhiều đâu. Từ đầu năm tặng từ đầu năm lọc ra từng cái một, cái một. Thì có được tầm khoảng 4-5 chục vòng. Ok, tiếp theo lên cho mọi người một sản phẩm. Mình cho anh em một chiếc khay rất là đẹp. Khay này là khay VIP anh em ạ. Chiếc khay đun VIP, anh em là này chán khay của sao? Anh em thấy cái phần gỗ đây, đây là hàng gốc của anh em nhé. Cái mặt sau đây, hai mặt đẹp như nhau rồi. Đây là khay xuất sắc và cái khay này rất là dày, nó nặng lắm anh em. Đây, cực kỳ nặng luôn nhé, độ dày quá dày luôn. Một cái thứ nhất, qua lên một cái, hôm nay lên một cái, mỗi ngày lên một cái cho anh em một chút. Khay này to lắm bạn mọi người nhé, khay này không phải là khay nhỏ mà dày gỗ lắm. Mọi người nhìn sơ qua về cái chất vân thì mọi người biết đấy. Em mình sẽ cố gắng làm khay, trên xưởng vẫn còn tầm 30 cái nữa. Sẽ cố gắng làm khay và đưa đến cho mọi người những chiếc khay to như này và giá hợp lý. Xong đến nữa là cái chất là hoàn toàn là không có bị vẽ vân, không bị vẽ vân. Vì vậy anh em chơi nó sẽ bền. Khay này bây giờ còn nặng tầm 20 cân gỗ đấy. Bây giờ còn nặng tầm 2, không được 200, tầm 15 17 cân. Cái này một mặt là 75 này. 75 46 này. Và độ dày 5 phân mọi người nhá. Dày 5 phân đấy. Dày 5 phân là cực kỳ dày luôn đấy. Những cái chỗ này đều là chun hết này này. Anh em nhìn chỗ này đều là chun. Sần đấy, có chỗ này là vân. Đây là những cái mặt gốc mình cắt ra ấy. Thì cái vân nó rất là đẹp, tuyệt vời. Khay này khay to 75 mà, kích thước dài 75 mà dày 5 phân, nó rất là nhiều phôi. Mọi người có đi mua một cái khay này trên thị trường thì giá cũng phải tầm 2,5 triệu, ít nhất 2,5 triệu. Anh em mọi người nhìn này, anh em không chơi anh em chơi cái hàng gì? Chung là xuất sắc rồi anh em ạ. Này mà nó dày 5 phân cơ mà. Dày 5 phân cơ mà, không hồ nhỏ đâu nhá. Này, dày lắm, lắm. Chất thì nó chất hương Gia Lai của mình nó quá VIP luôn. Quá VIP luôn, hàng ngày chơi vĩnh cửu môn bà môn đời luôn. Mà giá hôm nay cho mọi người cực kỳ mềm luôn nhá. Anh em nhanh tay một chút nhá. 1790 không ship một chiếc duy nhất to khổng lồ này và giá ngày hôm nay là kỷ niệm mọi người. 1790, anh em nào nhanh tay thì múc vào điện. Bình thường không có giá này đâu mọi người. Bình thường không có giá này đâu nhá. Một chiếc duy nhất thôi nhá. 1790 nhá. Cả lô này nó có chiếc này là khủng khiếp nhất và to nhất trong cái lô 6 này. Đẹp, siêu đẹp luôn. Này, mặt sau rồi. Uy tín luôn nhá. Đó, chất lượng mọi người. Nhất mã vũ hương, hương Gia Lai đấy mọi người, hàng gốc, hàng này bán cho mọi người giá rất êm nhá, anh em nhanh tay chốt, giá cực kỳ êm luôn. Đây là chất liệu là vũ hương ta Gia Lai, chuẩn hàng hương ta Gia Lai, mọi người mua hàng yên tâm chất lượng và hàng cam kết là đục liền nguyên khối. Liều nguyên khối 100%, em vừa xong một lô ngựa ngày hôm qua có 5 con. Chuẩn hương ta Gia Lai và hàng liền nguyên khối 100%. Hai chân là liền nhá, không chắc chân nhá. Rất đẹp. Anh em mà một cái con ngựa này trên thị trường, một con ngựa hí như này gọi là ngựa hí. Ngựa hí mà đục được như này thì trên thị trường các bác đang bỏ số tiền tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 2,2 triệu, 2,1 đến 2,2 triệu, 2,1 đến 2,2 triệu một tác phẩm như này.
và cũng chưa chắc được được hàng liền đâu. Đây là hàng liền, liền 100% luôn. Em mình xin phép đo cái trước. Cao 51, rộng 31, cao 51, rộng 31 và dày, dày 14 phân. Cao 51, rộng 31 và dày 14 phân. Cao 51, rộng 31 và dày là 14 phân. Tác phẩm này em Minh xin giao lưu mọi người giá là chỉ có, thực ra là cả gỗ và công đục khá là đục ngựa để mất nhiều tiền công. Đục ngựa là một trong những cái mẫu đục con giống là tiền công là nhiều nhất. 1.9 triệu, 1.9 triệu không ship mọi người nhé, 1.9 triệu không ship, nói chung là giá hợp lý thôi. Anh em nghe là cũng hợp lý thôi. Em nghĩ là giá này thì hợp tiền, hợp dễ túi tiền, ai trừ giá cũng hợp lý quá đấy mọi người. 1.9 triệu mà được liền 100%. Có 5 con. Con này đẹp. Đẹp. 1.9 triệu mọi người. Liên tiếp cho mọi người một sản phẩm này. Để cho anh em một dòng chắc. Lần chắc hàng ngày làm xong rất là lâu rồi đấy. Hôm nay mới làm mới quay. Như ý là hàng này cũng là hàng đục liền mọi người nhé. Chắc liền 100%. Và đây là chắc đen, chắc Việt mọi người nhé. Đây là chắc đen, chắc Việt. Chắc Việt của mình nhá, chứ không phải là hàng chắc Thái đấy nhá. Chắc Việt đấy. Đây dòng chắc các bác nhá. Niền nguyên khối 100%, đục tay. Chắc đen. Chắc đen xì luôn. Đó. Hai mặt này, mặt sau này, đây này. Toàn sụn này. Toàn sụn này. Toàn sụn 100% luôn. Bữa giao lưu mọi người 1.8 triệu thôi nhá, bởi vì cái hàng đục công đục dòng này cao, lâu công. Lâu công á. Không nhanh công được, nâu công cực kỳ luôn, nâu lắm, và liền khối một bức thôi, 1.8 triệu. Ok, để em Minh còn một cái tác phẩm rắn buôn để vừa bán vừa kỷ niệm mọi người cho hết nhá. Bút sừng ở ngoài vừa bán vừa kỷ niệm, một anh em nào nhanh tay bán cho hết. Cao 39, rộng 20 và sâu 20, tròn 20, đường khối bút sừng. Bước này hôm nọ là bán 1379 nhưng mà khách chốt rồi lại không lấy, chả biết tại sao. Bữa này em có quay mộc, làm mộc là có quay đầy đủ cho mọi người nha. Anh em thích xem mộc thì có thể liên hệ Zalo là sẽ cho mọi người xem ảnh lúc mộc làm lên rồi, thì để một thời gian nó sẽ đen hết như này, xì luôn. Vừa bán vừa kỷ niệm mọi người cho hết nhá. 1.1 triệu, nhanh tay một chút các bác ạ. Bình thường không có giá này đâu, giá này dưới giá sản xuất rồi. Vừa công vừa gỗ bán 1.1 triệu, vừa bán vừa kỷ niệm cho hết. Ok nhá, clip của em này xin dừng đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bác là buổi tối thứ 7 cuối tuần của vui vẻ mọi người xem clip thứ hai như dành cho mình xin like. Ai xin đăng ký kênh như đăng ký kênh của em mọi người nhé. Hàng còn rất là nhiều. Đây. Có bình mai vip này nhưng mà tôi để mai quay. Điền 100%. Lục bình to. Đó. Em chào mọi người nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.